Ui, bìm em đâu? Ra đây. Cẩn thận nhé. Cẩn thận. À, Bim muốn cho em bơi à? Không bơi được đâu. Em mới mổ này, thấy không? Chị em tắm nhanh đi Bim ạ. Em lại vào nước vào tay á. Đi nhờ em không? Đi ơi! Đi đấy! Chơi em chơi à? Bibi! Lật! À! Nắm tay à? Em ra đây làm gì? Ui, bỉm em đâu? Bỉm em đâu? Hả? Ra đây. Trời ơi. Khi cờ bỉm em ra làm gì? Ra đây. Hả? À, em chưa ỉ ạ. Gì? Ra đây. Cẩn thận nhé. Cẩn thận. À, bỉm muốn cho em bơi à? Không bơi được đâu, em mới mổ này, thấy không? Em mới phốt cặp tay nên là không bơi được. Bi có tắm, không tắm được bộ hồ này đâu. Bi ạ. Em không tắm, em không bơi được hồ này đâu. Em phốt cặp tay, nước vào sẽ bị ảnh hưởng đến cái vết này của em. Bi muốn tắm của em à, muốn tắm cho em à. Thì vào trong nhà. Vào trong nhà chị tắm chậu ấy. Thì mình lấy cái tay này của em ra được nhé. Làm cho em thơm tho nhé. Đây. Đây thì đi vào tắm nhé. Đi thì đi vào chị tắm nhá. Xíu nữa ra quýt sân tiếp. Đi. Thế đi vào nhà chị tắm nhé. Ok không? Tắm vào tắm. Đi một bể thì bể đi. Cẩn thận nhé. Đi vào nhà. Trời ơi. Đi ra tắm nè. Ủa mẹ em à.
Đi nhà không? Này, chị bé hai đứa này. Đi bế cả em ạ. À, soi gương à? Hai anh em soi gương. Đi ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đây. Ngồi đây ôm đi. À, ngã đấy. Không nghịch nhá. Ngã đấy. Chị à. À đúng rồi, ôm ôm. Đấy. Chị bế em đi sao? Bế em ra đi. Cởi quần áo ra. À, thì vào đây tắm không em nha. Từ từ đi. Nào, im để chị khoan. Không, chị cởi bỉm cho đi. Chị cởi bỉm luôn đi. Cởi bỉm rồi nhưng mà chị giờ đi chắc. Đây, giờ đi đi. Em đi xuống bơi đi. Ngay để chị tắm cho em. Em đi bơi đi. Chị em tắm nhanh lên đi ạ. Em lại vào nước tay ạ. Bao giờ em lên khỏi tay nhá, em sang tay chơi thì đi dạy em bơi nhỉ. Anh đi bơi giỏi lắm. Em bị tắm đã nên chưa thiêu ngủ rồi. Bắt đầu cho em nhé.
18 cho em à. Bị ba đi, anh bị ba đi. Em chưa bơi được. Bibi không bơi à? Em Bibi hôm nay có bạn ấy. Đó, em tắm cùng. Hai mình nhìn Bibi đấy. Em nhìn Bibi đấy. Rồi, sạch rồi, sạch. Còn Bibi bơi tiếp nhé. Em tắm xong rồi, em chỉ tắm thế thôi, không bơi được lâu rồi đi. Bibi bơi tiếp đi nhé. Hey, hey, chờ tí một tí, không bao giờ chị tắm nhau. Chị tắm bỉm cho em đã. Bơi tiếp đi. Bơi đi, xuống bơi đi, xuống bơi đi. Xuống bơi đi, không tắm. Đây, chị nào chị tắm nhau đi thôi. Xuống đấy. Ôi dồi ôi, ướt hết người gì rồi. Bơi đi. Bơi đi, bơi đi. Em bơi đi. Bơi hôm nay giỏi lắm. Bơi nào. Không, chị tắm luôn nhé. Thật ra còn mặc bỉm cho em. Nè, lên lên này. Bơi ngồi lên đây đi để tắm. Bơi bơi. Tôi tí thôi. Ngồi lên. Lên đi ngồi. Rồi, đúng rồi, ngồi này chị tắm nhé. Từ từ chưa chưa. Chưa xong, chưa xong. Vui không, hôm nay vui không? Xuống đây sẵn này. Xuống đi, cũng ngâm vào này. Sẵn đấy, còn đi bơm một vòng, đi bơm một vòng cho hết. Sẵn á. Bơm một vòng hết sạch nhé. Nó đi. Ngồi đây này, tấm trắng. Ok rồi. Ôi trời, đúng rồi, đây cho bạn. Nào, sơn đây, nhà nó mới chị ôm lại. Ôi chú ơi, cao thế. À, giờ ra đi, nó bìm cho em, cả đi luôn. Em bé đây. Bibi. Anh Bibi chịu khó đóng bìm sau nhé. Long rồi cho anh Bibi đã, xong rồi để đóng bìm cho em khô rồi. Đó. Ê, Long rồi nào. Nói chuyện với em à? Đóng bìm cho em. Long rồi nào.
Đây để em là chị đóng bỉm cho em bé trước nha. Đi đi chịu khó, đi chờ, chờ nha. Tôi vào lấy con áo bỉm à? Trời ơi, lấy hai cái bỉm cơ. Chị đóng bỉm xong cho em bé rồi. Đây cho em bé, nằm đây. Em nằm đây, thư giãn nha. Em đây chị đóng bỉm cho Bi. Trời, lấy bộ quần áo đẹp thế. Đi đi biển đấy. Nó bẩn vào đây. Anh Bi hôm nay tự giác nhỉ. Rồi. À, cái gì? Từ từ. Chị mặc quần áo. Quần áo từ trên. Chưa. Mặc đã xong đâu mà chơi. Chưa mặc áo xong rồi. Mặc áo đấy đó. Nào, ở đây chị mặc áo xong rồi chơi với em. Áo xong cho hai đứa uống sữa nhé. Ừ. Rồi. Đi ngồi đây chơi với em. Ngồi đây chơi với em đi. Đi chị dọn cái này, chị lấy sữa nữa. Ngồi vào ghế đi. Em muốn đi. Đi cũng cầm nó nhá. Thì chị cho em rồi. Em này. Sữa của em này. Em này. Chỗ em đi cũng nhanh này. Đúng rồi chứ. Thế chưa? Ờ, để chị cắt cho. Anh Bibi uống nhanh. Anh Bibi ngon miệng. Đây cho em nào. Anh bé không? Bé không? Giúp anh Bibi bé em uống nhé. Anh Bibi uống no rồi, cho em uống. Đấy, tay em đỡ đây này. À, đỡ bình này cho em. Đây, Bibi đỡ dưới này. Đoạn thế. Ừ, đỡ mình đi. Ờ, phải đỡ bình lên chứ. Bị đỡ bình lên. Nghe cho em uống nốt đi. Em còn ít nữa thôi. Hết chưa? Hết chưa? Thì xem nào. Hết rồi đấy. Rồi em ăn no rồi nhé. Bụng căng rồi. Hết rồi. Rồi em ăn no rồi.
No rồi mà. Tôi đi về em. Để em vào trong phòng chơi nhé. Vào trong phòng chơi cho mát. Bị về em vào phòng chơi cho mát nhé. Gì làm gì? Em vào thì xem hai đứa.